Rồi chào tất cả các bác nha. Nay em quay cho các bác chi tiết lại con răng ma đây. Đã bảo dưỡng dọn dẹp sạch sẽ rồi nhé. Máy móc còn nguyên zin hết. Hai cầu ba máy tay lái trợ lực nha các bác. Cái dòng này là cái cầu trước cực kỳ cao gầm luôn. Cao ngang với con 3000 luôn. Gốc cái thì gai còn khá là ok. Mâm thì em đã sơn lại rồi. Đấy. Con này buôn bán là cả đầu cả móc luôn nha các bác. Số lớn luôn. Móc này thì ngang 1m6, dài 2m8. Chassis nó là U14 đấy. Chassis cực cứng đấy nha bác. Móc trung bình thôi nhưng mà taxi với số lớn này, taxi lớn luôn. Xe vẫn đang máy vẫn đang nổ đây các bạn, nổ rất chi là êm luôn. Con này thì nó có 4 số sới chứ, có cả cánh tay luôn. Máy móc cầu số gầm bề khô ráo sạch sẽ hết. Xe bên em thì đã bảo dưỡng lại hết tất cả, ví dụ phớt phiếc hay là đi biết thì lỏng bàn tay hết. Đây cục máy của em nó đây. Máy này là sơn zin nhưng phải sơn lại đâu nhé các bác. Xe nó thật là còn khá là đẹp luôn, nó lanh như xe bái, sơn zin, máy móc còn nguyên zin cặp chì hết luôn, máy cực ngọt luôn. Con này bé bé nhưng mà nó lại có trợ lực chứ các bác. Xe trợ lực rất chi là nhẹ luôn. Đúng một chỗ quay một tay thoải mái. Máy thì cực ngon. Riêng cục máy là nó thật là em bao cho các bác thở lét luôn. Máy không chê vào đâu được luôn á. Xe móc là có 2 tí ben luôn nha các bác. Saxi khá là dày, kẹp hộp hết nhá. Saxi U14 kẹp hết nhá. Ben của nó là ben cơ chứ các bác. Số cơ ben cơ. Số lớn. Số 5 tấn. Saxi thấp trên là U12, dưới là U14 kẹp. 2 tí ben. Khá là cực. Con này em xin bán với giá công khai là 60 triệu cả đầu cả móc luôn nhé. Xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại em để phần mô tả là số Zalo luôn đó. Máy móc thì cực bóc khỏi bàn. Móc thì khá là cứng ấy. Bác nào về làm gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Giá cả nó hợp lý mà cái xe nó lại ngon chất đường nữa. Rồi chắc em xin kết thúc video tại đây đây. Bác nào thấy hay thì cho xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký vào. Chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.